Ở sang đến cái phần là phụ âm hữu thanh thì còn một phần nữa mà mọi người chú ý giúp, cái cách đọc có một số cái từ nó cũng hơi đặc biệt một chút, thì mọi người sẽ để ý này. Ở trong cái phần theo cái bảng IPA này thì trong cái phần phụ âm hữu thanh nó có hai cột, cột đầu tiên thì mình đã đọc rồi và nó sẽ đối so sánh với cái cột đầu tiên của phần phụ âm vô thanh rồi. Về còn một cột nữa là từ L cho đến W, thì trong cái này thì mọi người sẽ chú ý này. Đầu tiên là cái chữ L ấy, relation. Nếu như L này mà đứng đầu từ ấy, thì đọc là L, nhưng mà L mà đứng cuối cùng thì sẽ đọc là or, or, or. Ví dụ như school, school, school là trường ấy, thì mọi người để ý. Cái thứ hai nữa là cái từ N này, thì N này nó lại là âm hữu thanh, nên cách phát nó là một cái cong lưỡi này. Cong lưỡi xong mình rung. Một âm tiếp theo, âm này rất hay gặp, gần như là gặp nhiều lắm trong các cái từ có đuôi ing, như động từ thêm đuôi ing thì đều đọc là ng, âm ng hết. Thì âm này nó sẽ, nếu mà không mình không để ý cách đặt lưỡi thì nó sẽ ra giống giống với âm n đằng trên, thì mọi người để ý là lưỡi chạm xuống chân răng hàm dưới. Há miệng rộng. Sing 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 đó, âm r r dễ đọc rồi, không có vấn đề gì cả. Đó thì phần phần phụ âm hữu thanh thì mọi người chú ý cho ba cái âm đấy thôi, l n và